Vâng, tối nay sẽ tối nay hạt sao ông Ngọc Huyến? Xe này một con hạt lên không? Hả? Ờ, tức là hàng tối nay xong cái gì? Mai là xếp và len được cái gì? Ờ. Rồi. Tối nay là hàn xong ba xong giá đỡ ba len. Ngày mai là xếp được ba len. Báo ngay cho công ty để chuyển ba len về, nếu thiếu cứ chuyển về một xe đi. Thế Huyến bảo thế. Sáng nay công trình ở bên Long Biên. Anh em thợ đang đặt dầm, gác dầm lên. Giáo Diêu Bắc cẩn thận rồi nhá. Sáng nay công trình ở bên Long Biên, các bác thợ đang triển khai đặt nốt dầm, gác nốt dầm. Mình đặt gần xong hết dầm rồi. Trong ngày hôm nay là cố gắng là triển khai là sẽ đi xong hết dầm. Còn cái dầm này bây giờ đang tường nhà bên cạnh đang bị nghiêng vào mất của mình 3 phân. Đang bị hở, mình sẽ phải ép. Tường này nó đang bị ngã vào. Chết đóng cái đi.